đồ nghề mà. Vâng. Nhưng cái chảo khác nó không ngon bằng cái chảo này. Mình quen rồi. Dạ. Xin chào cô chú chị và các bạn quay trở lại kênh Em Tật Sài Gòn Du Lịch nhé. Hôm nay mình có quay lại ông chú bán bánh mì chả cá, mình quay chia sẻ giới thiệu đến một chú bạn cùng khám phá. Ai có đi làm buổi sáng mình ở gần khu vực này thì ghé đây mua bánh mì thưởng thức nha. Ở đây cô chú bán tại địa chỉ số 756 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10. Thời gian ở đây mở bán từ 5 giờ sáng cho đến 10 giờ. Sau đây mình sẽ vô quay khám phá chú chiên chả cá và làm bánh mì giới thiệu đến chú bạn cùng đón xem nhé. Bây giờ có hai cô chú, chú là chuyên ép chả cá và chiên chả cá, chiên trứng, cô là bánh mì. Ở đây là bánh mì chả cá 15k, chả cá cộng trứng 18k, một trứng 10k, hai trứng 15k. Ở trong cái tủ có hành, có rau, đồ chua, dưa leo. Bên đây là nguyên một cái thau chả cá đang chiên này, thấy đang vàng vàng, sắp chín này. Đây quay cái chả cá này thấy là rất thơm rồi nhỉ, chiên nóng hổi. Con chào chú nha. Vâng. Chào cô nha. Bây giờ bán đâu chú? Đúng rồi. Dạ. Một ngày vẫn được 200 trứng hả? Đúng, sống rồi thôi. Dạ. Đó, đây là chú đang chiên trứng này. Sáng rồi chắc chiên nhiều trứng rồi đó chú. Dạ, ngày nào nó cũng vậy thôi. Vâng. Chú bán bánh mì đây cực kỳ đông khách cả nhà. Đó, cho trứng gà vô trên đó. Ốp la. Cái chả cá nó vàng, thấy hấp dẫn. Cái này mình chuyên là trứng gà, có ai xong người ta không chuyên trứng vịt là chuyên trứng gà không hả? Trứng gà ăn bỏ trứng vịt chứ. Dạ. Tại vì sẽ đi quay thường không thấy ai chiên trứng vịt, trứng kỳ hả? Có ai kêu trứng vịt ốp la đâu. Trứng gà ốp la. Mà tại sao trứng gà lại mắc hơn trứng vịt ta? Trứng gà bổ hơn. À bổ hơn. Ở đây chú chế được chiếc máy tự chế này, chuyên ép chả cá sợi siêu nhỏ. Cái chiếc máy của chú này được bao nhiêu năm rồi chú? Từ hồi làm á? Từ hồi lập nghiệp đến giờ. Dạ, đủ. Có từ đâu? Lâu đời rồi đó. Ờ, bà hạt đó hả? Anh lấy bao nhiêu hộ? Đói, đòi đó có nhiêu lấy hết nhiêu. Dạ. Bỏ cho bao? Cái này bao đi không? Bỏ. Ờ, bỏ dạ, bao, cứ bao 30, bao 30 bỏ vô. Cái sợi nó đang vàng lên này, xoăn xoăn lại nó chín rồi, rất thơm. Đây là chiếc máy tự chế ép chả cá của chú này. Chú ép cái chả cá vô ống này xong chú ép xuống. Bây giờ chả cá chín rồi. Anh em ơi, chả cá 20 kg lên tôi hết. Nó làm gì anh, từ từ anh nói nha. Bây giờ ép chả cá. Đó, phụt xuống á. Hấp dẫn, đủ rau, dưa, hành, tây,
giờ nó giữ nhiệt nóng giòn. Nuôi được hai người con học đại học còn ra làm tiến sĩ nữa phải không? mới một đứa con làm tiến sĩ rồi đó. Biết cái đó không anh? Đấy, cô chú rất giỏi. Đây đây trẻ em trai. Chả cá biển không chú? Đúng rồi. Sọt bánh mì khách lò mới mang đến đấy. Bên này trứng gà.
nó bình tĩnh em ơi, bình tĩnh. Đổi hết á. Được rồi, em sẽ đổi. Cứ từ từ hả ông chú? Từ từ. Bên gian này mà kiếm là đẹp thì khó. Thì thời đó có người ta đổi cho mình một bó vậy mình được chưa? Rồi chặt lá không anh? Đổi mình bao nhiêu mình được thôi. Chú bán cái món này đây được bao nhiêu năm chú nhỉ? Mười mấy năm rồi. Dạ. Bây giờ chiếc máy này chế được mười mấy năm rồi đó. Lấy năm mà cái máy vẫn nhìn mới này. Trứng, hai trứng. Sáng trưng. Có hai trứng lấy anh đây. Không đều không ơi. Anh Bình gì ơi. Đừng có đứng gần anh. Vâng. Tới giờ hoạt động rồi. Cái tay nó lia mất cái máy phải không? Lấy hàng tay em ơi. Đây là đến giờ cao điểm chú đông khách lắm cả nhà. Cả 20 lối khách. Trên chả cá này chắc tầm 10 phút. Không hết lấy từng hết. Đã nghe rồi. Thế đây chả kêu cái hết từng hết. Chả cá 20 lấy hết. Chả kêu hết từng hết. Làm buổi sáng mà ghé đây rất đông. Tiếp tục mẹ nữa viên nó liên tục coi như một cái bếp mình khi nào cũng hoạt động chia chả cá vậy hả chú, không ngưng được đến khi nào mà nghỉ thì tắt à. Rồi thấy khách đông quá trời luôn đó. Cái này mới trước có Việt Kiều hỏi nè, chú có bán không? Để chú Việt Kiều nhờ mua làm không các bạn nhỉ? Chú kêu là chú không có rảnh làm bán. Ở đây cô chú bán buổi sáng tầm được 500 ổ mì, nghe chú nói vậy đó. Trứng gà bán tầm được hơn 200 trái. Cái máy này tầm 30 năm nữa là được đồ cổ ấy chú hả? Cố gắng bán 30 năm nữa là đồ cổ. Vâng. Lúc đó kiếm biết bao nhiêu tiền từ cái máy này rồi. Tự sinh hoạt trang trải. Vâng. Anh đi em ơi. Dạ.
Đây chú vui tính. Có thì nói thật chứ không nói đùa. Dù chú nói bán một ngày được hơn 500 ổ là có thật chứ nhiều người không tin. Chú ạ, nói 500 ổ mà nhiều người không tin. Và bây giờ chẳng ai tin ai. Nói là chuyện của mình, người ta sắc được chứ. Vâng. Nhiều người thì thắc mắc cái chảo tại sao đen thui kia mà không thay chảo mới thì có nhiều lý do quá. Mình chiên có hành tây, có tâm. Vâng. Mà sáng về là mình vẫn chả trắng chứ đâu phải là để đây. Vâng. Do cái chảo nó hoạt động 24/24. Cái nào hoạt động 24/24 hết. Vâng. Khi nào cái bếp ga cũng lửa. Người ta nói đồ mới bằng đồ nghề mà. Vâng. Như cái chảo khác nó không ngon bằng cái chảo này. Mình quen rồi. Dạ. Mà cái chảo đó cũng theo chú hơn chục năm rồi hả? Đâu có, chảo này 2-3 cái rồi. Dạ, dạ. Cái này chảo cái cũng được đúng không? Miệng chú đọc thôi thấy mệt rồi đó, khách rất đông ra vô liên tục. Đây cái xe này buổi sáng là chú đẩy qua đây bán này, nhà chú ở Tân Bình nữa kìa. Xe này chắc chú gửi ở gần đây, hai con chú bán xong đẩy ra bãi xe gửi. Chỉ cần một chiếc xe nho nhỏ, một chiếc máy ép chả cá mang ra đây chuyên là bán bánh mì quá trời đông khách. Tiếp tục cho chả cá vô ép. Nó rớt rồi chú ơi, cái cục kia gần rớt rồi. Không rớt đâu. Dạ. Nó rớt, rớt cho chậu thôi.
Rất quan trọng hả chú? Chú bán cho con một ổ nhé chú. À, chả trứng đấy chú. Con là thích ăn bánh mì cái chả cá của chú này, thấy ăn là nóng hổi, ăn là nóng phải giòn, cứ để lâu nó mất giòn đúng không chú? Giờ mới chiên xong mình mua mình ăn nó liền này, thấy nó còn giòn ngon thơm. Có quay cô chú rất nhiều lần rồi. Đó, sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú các bạn rất nhiều nhé. Cô chú bạn ai có đi làm buổi sáng thì mình ghé đây mua bánh mì thưởng thức nhé. Ở đây là địa chỉ tại số 756 đường Sư Văn Hạnh, phường 12, quận 10. Cảm ơn cô chú các bạn rất nhiều.